tại phía nam đảo Bạch Long Vĩ 12 hải lý, tàu cảnh sát biển 4039 đã tiếp cận với tàu cảnh sát biển 2008 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Đây là tàu đã vớt được những mảnh vỡ của máy bay CASA. Sau khi cập mạn tàu 4039 thì các mảnh vỡ đã được chuyển sang. Bốn chuyên gia kỹ thuật của quân chủng phòng không không quân đi cùng đoàn thực hiện việc xác minh những mảnh vỡ này thuộc bộ phận nào của máy bay. Đây sẽ là một phần cơ sở tìm nguyên nhân máy bay gặp nạn. Ngày hôm qua lúc 18 giờ 15 phút thì tàu 2008 của cảnh sát biển Việt Nam đã tìm được các cái mảnh vỡ của máy bay CASA 8983 tại Nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý. Bộ Quốc phòng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia tìm kiếm, tiếp tục huy động sự tham gia của toàn lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, các lực lượng ngoài quân đội, bà con ngư dân để tìm kiếm cứu nạn phi công Trần Quang Khải và tổ bay CASA 212.